Nhược hữu miêu nhi sợ trước giả, thủ nhị lý tra na, thiêu tác hôi, hòa tịnh độ nê, niệp tác miêu nhi hình, ư thiên hình tượng tiền, chủ tấn thiết đao tử, nhất bách bát thiên, đoạn đoạn các chi, diệt nhất bách bát đoạn, biến biến nhất chủ, nhất sân bị danh, tức vịnh sái bất trước. Chủ, nhị lý tra na, tử miêu nhi đầu cốt giả. Việc dịch. Nếu kẻ nào bị loài ma mèo dựa thân hành bệnh, lấy một hộp sọ của con mèo đã chết, đốt tan ra thành tro, rồi trộn với đất sét sạch, nặng thành hình mèo. Khi hoàn thành, để hình ấy trước tượng thiên nhãn, tụng 108 biến chú đại bi vào lưỡi dao, rồi chặt hình mèo thành 108 đoạn. Mỗi lần tụng xong một biến thì chém xuống một dao, kêu tên mèo một lần. Làm như thế, bệnh vĩnh viễn không tái phát. Chú thích, nhị lý tra na là hộp sọ của một con mèo đã chết. Lược giảng. Vài ngày trước, Quả Ninh có một người họ hàng đến thăm và nhân tiện hỏi tôi có giảng kinh Đại Bi Đà La Ni như thường lệ không, bởi vì anh ta cho rằng những điều trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni rất kỳ lạ. Anh ta sợ người thân của mình nghe thấy và cho đó là những điều hoang đường, càng không tin vào đạo Phật rồi sinh tâm phỉ báng. Kỳ thật, những điều trong kinh dạy chẳng có gì lạ cả. Chẳng qua người phương Tây họ chưa gặp qua nên cho rằng những việc này là kỳ lạ. Còn ở Ấn Độ và Trung Quốc, điều này không có gì là lạ cả. Tất cả đều là chuyện bình thường. Nếu kẻ nào bị loài ma mèo dựa thân hành bệnh. Bị loài ma mèo dựa thân là sao? Trên thế gian này có đến 84.000 loại bệnh tật, có rất nhiều bệnh quái lạ. Quý vị không có cách nào hiểu hết được, bác sĩ cũng không có cách nào chữa trị. Mèo tuy là con vật nhỏ, nhưng tính hay nghịch ngợm. Rồi có cả ma mèo. Ma mèo thì như thế nào? Ma mèo thì chúng quấy phá như quái vật. Ở Đông Bắc, tôi gặp một con mèo mắc bệnh quái ác. Con mèo này cả ngày nhảy cẩn lên không ngừng. Lúc nào nó cũng trong tình trạng như vậy. Sao lại có loại bệnh tật quỷ dị này? Đó là vì có yêu ma quỷ quái, tác quái khiến nó bị vậy. Loại mèo này sau khi chết đi sẽ trở thành ma mèo. Ma mèo sẽ đến dựa vào thân, trêu chọc con người, khiến người đó hồ đồ, ngu muội. Bởi vì chú Đại Bi có thể chữa bất kỳ bệnh lạ và khó chữa nào, nên bây giờ tôi sẽ nói về cách trị loại bệnh ma mèo này. Loại bệnh này không dễ chữa, bởi vì con mèo này giống như một con hổ. Nếu trong nhà có một con ma như con hổ nhỏ như vậy thì không dễ gì trị được, cho nên phải dùng một loại phương pháp trị. Thuốc giải là lấy độc trị độc, dùng loại độc thích hợp để trị người bị trúng độc. Thuốc chữa bệnh nào cũng là lấy độc trị độc, vì có độc này thì độc kia mất. Đó là lý do tại sao trong kinh dạy rằng nếu ai đó bị ma mèo dựa thân, hãy lấy nhị lý tra na. Nhị lý tra na là hộp sọ của một con mèo đã chết. Để chữa bệnh cho người bị bệnh do ma mèo dựa thân thì cần sử dụng hộp sọ của con mèo đã chết. Làm như thế nào? Đốt tan ra thành tro, rồi trộn với đất sét sạch. Đem cái hộp sọ đó đốt thành tro, trộn với đất sét sạch. Vì nếu chỉ riêng hộp sọ mèo có rất ít tro, nên quý vị không thể làm thành hình con mèo được. Vì vậy, quý vị cần thêm một ít đất sét sạch. Ồ, trộn đất sét sạch với tro sọ mèo chết để làm gì? Nặng thành hình con mèo. Nặng nó thành hình một con mèo nhỏ. Quý vị nghe tôi bảo làm như thế, thật giống chuyện của con nít chơi quá phải không? Để hình ấy trước tượng thiên nhãn. Đặt tượng con mèo vừa mới tạo đối trước tượng thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tụng 108 biến chú đại bi vào lưỡi dao tốt. Hãng văn dùng từ tấn thiết chính là loại sắc tốt trong các loại sắc.
dùng sắt đó làm thành con dao và trì vào lưỡi dao đó 108 biến chú đại bi, rồi chặt ra từng đoạn. Chặt con mèo làm từ đất sét và tro sọ con mèo thành từng đoạn, thành 108 đoạn, rồi chặt thành 108 đoạn. Mỗi lần tụng xong một biến thì chém xuống một dao. Sau khi trì xong một biến thần chú thì dùng dao chặt hình con mèo một lần, tức là sẽ phải trì 108 biến chú nữa để chặt hết 108 lần vào hình con mèo. Kêu tên mèo một lần, khi chặt thì gọi tên con mèo đó một lần. Làm như thế, bệnh vĩnh viễn không tái phát. Làm như vậy xong, bệnh sẽ khỏi, không bao giờ tái phát, không bị yêu ma mèo quấy phá nữa. Phương pháp và nguyên tắc này đúng là không thể nghĩ bàn, và tất cả đều thuộc Phật giáo Mật Tông. Mật Tông là một loại pháp bí pháp. Bí pháp là không thể hiểu được công năng, diệu dụng, cho nên không phải người bình thường có thể hiểu được đạo lý này. Hán văn: Nhược vi cổ độc sở hà giả, thủ dược kiếp bố la, hòa chuyết cụ la hương, cát đặng phân, dĩ tỉnh hoa thủy nhất thăng, hoa tiễn, thụ nhất thăng, ư thiên nhãn tượng tiền, chủ nhất bách bác, biến phục tức sái. Chú: Dược kiếp bố la, long não hương. Việt dịch: Nếu người nào bị cổ trùng làm hại, dùng hương dược kiếp bố la hòa với chuyết cụ la hương, mỗi lượng bằng nhau, đem hòa với nước tỉnh hoa thủy, sắc còn một thăng. Xong, lại để chén thuốc ấy trước tượng thiên nhãn, tụng chú 108 biến, rồi cho bệnh nhân uống, bệnh sẽ khỏi. Chú thích: Dược kiếp bố la hương là hương long não. Lược giảng: Có một hạng thầy bùa ngải, họ có rất nhiều thần thông, có thể phi hành biến hóa, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng những loại người này có tâm địa rất nham hiểm, độc ác. Đa số những hạng thầy bùa ngải này từ đâu mà ra? Đa phần là từ loài rắn độc mà biến hóa ra. Cho nên tâm địa họ rất độc ác, giết người là việc của họ, sử dụng bùa chú của mình làm trò chơi để hại người. Giết một người hay hại chết một người đều là việc bình thường của họ. Những hạng thầy bùa ngải này có thể thấy ở Việt Nam, Thái Lan, Vân Nam, Trung Quốc hay Singapore và Mã Lai. Trong tiếng Quảng Đông, có một tên gọi khác của những thầy bùa ngải này là lạc cán đầu. Trước đây, khi người Hoa sang Việt Nam hay Singapore có lấy người phụ nữ bản địa làm vợ. Sau khi kết hôn, những người phụ nữ này sợ chồng mình trở về Trung Quốc nên họ đặt bùa ngải cho anh ta. Nếu người chồng không trở về Trung Quốc thì họ sẽ không động thủ, không làm cho bùa ngải phát tác. Nhưng nếu người chồng trở về Trung Quốc, người vợ sẽ niệm chú, bùa ngải sẽ phát tác và người chồng sẽ phải chết. Này, chim ni tan, bạn có nghe qua điều đó chưa? Chim ni tan: Có ạ, nghe người nữ hạ bùa ngải ạ. Thượng nhân: Bạn không hiểu ý tôi. Chim ni tan: Dạ hiểu ạ, ở đó có những người phụ nữ có thể hạ bùa ngải. Thượng nhân: Ồ, vậy bạn đã gặp những trường hợp như thế bao giờ chưa? Chim ni tan: Ở Trung Quốc còn có người bạn bị hạ bùa ngải ạ. Thượng nhân: Thật đáng tiếc, nếu anh ấy biết niệm chú Lăng Nghiêm thì bùa ngải đã không thể làm hại được. Chim ni tan: Ở Quý Châu, con đã từng thấy qua người làm bùa ngải, mắt hắn ta đỏ hoe. Chính mắt con chứng kiến người này bỏ bùa vào tô mì của bạn con khi mời bạn con ăn mì. Vì biết trước điều này nên bạn con đã đổ tô mì xuống đất mà không ăn. Một lát sau thì mì có màu như máu. Có rất nhiều người biết làm bùa ngải ở Quý Châu và Vân Nam. Thượng nhân: Khi bạn đến nhà thầy bùa ngải, quý vị chỉ cần uống một tách trà thì bạn đã bị cổ trùng rồi. Chim ni tan: Dạ, độc trùng đó giống như máu. Thượng nhân: Chẳng hạn vị thầy bùa ngải bỏ bùa ngải vào vật gì đó
mà quý vị chạm vào thì cũng đã bị trúng bùa ngải rồi. Bùa ngải rất mạnh và lợi hại. Như thầy bùa ngải đặt đồ vật nào đó trên đường, nếu quý vị chạm vào hoặc đá vào thì quý vị sẽ bị trúng bùa ngải liền. Loại này rất lợi hại. Bùa ngải này được điều khiển bởi thầy bùa ngải. Nếu quý vị muốn hại ai, chỉ cần đến thương lượng với thầy bùa ngải, hắn sẽ chỉ bày cách cho quý vị phương pháp dùng nó như thế nào, tức thì người khác sẽ bị trúng bùa ngải. Có rất nhiều người học cách này, nhưng chỉ cần quý vị trì chú lăng nghiêm thì quý vị sẽ không phải sợ bất kỳ loại bùa ngải nào. Không chỉ có chú lăng nghiêm mà còn có chú đại bi. Nếu quý vị biết niệm chú đại bi thì bất kể thầy bùa ngải hạ bạn bùa gì thì chú đại bi cũng đều có thể giải trừ được. Chim Ni Tàng, những người bị trúng bùa ngải sẽ chết trong vòng 30 ngày. Thượng nhân, ồ, chết trong vòng 30 ngày sao? Không đâu, nếu có người nào trì năm đệ chú lăng nghiêm hay ngũ đại tâm chú trong chú lăng nghiêm mà tôi đã chỉ cho quý vị, thì chất độc của bùa ngải đều mất tác dụng. Bất kể là loại bùa ngải nào đi nữa cũng đều tiêu tan, không còn tác dụng. Nếu người nào bị cổ trùng làm hại, nếu có người nào bị cổ độc, bùa ngải làm hại, nên dùng hương dược kiếp bố la hòa với chuyết cụ la hương. Dược kiếp bố la chính là long não hương, là một loại thuốc, và chuyết cụ la chính là an tức hương. Mỗi lượng bằng nhau, chính là lấy hai phần thuốc có lượng bằng nhau. Nếu long não hương 3 lạng thì an tức hương cũng 3 lạng. Nếu long não hương 5 lạng thì an tức hương cũng 5 lạng. Đem hòa vào nước trong. Hán văn dùng từ tĩnh hoa thủy là loại nước suối, nước ở giếng và buổi sáng, có vị ngọt không độc, hay nước được lấy buổi sáng sớm. Đặc biệt lấy nước từ núi, khe suối, nước ở chỗ mà mới chảy tuôn ra tung tuế, chứ không phải chỗ nước đã để lâu, vì vậy mới gọi là tĩnh hoa thủy. Hòa với nhau là đem hai phần thuốc trên hòa với nước, sắc còn một thăng. Thăng là đơn vị đo, nếu đổi ra thì bằng khoảng 1 lít. Đem chỗ thuốc đã được hòa với nước sạch đó đun lên, sắc còn một thăng, 1 lít. Lượng này còn như cái chén hoặc nhiều hơn, giống như cái bát vậy. Để chén thuốc ấy trước tượng thiên nhãn. Sau đó, để chén thuốc đó đặt trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nghìn tay nghìn mắt, tụng chú 108 biến, và thành tâm tụng 108 biến thần chú đại bi. Sau đó cho người bị bệnh uống thì bệnh sẽ khỏi. Hán văn dùng chữ tức sái, nghĩa là liền khỏi ngay. Chữ sái này vốn đọc chữ sứa, bên cạnh thêm chữ bệnh, bán, nghĩa là khỏi hẳn. Kinh văn nói dùng nước tĩnh hoa thủy, nhưng tùy điều kiện thực tế, có thể dùng nước giếng vào sáng sớm, hoặc nước sạch tinh khiết, hay nước sạch không trùng. Ha ha ha,